Hello, xin chào quý anh chị nhà đầu tư. Chào mừng quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại cùng với video của em Hải sau phiên giao dịch ngày hôm nay. Anh chị đang xem video thì có thể để lại cho em Hải những lượt like, những trái tim màu tím cũng như là những lượt đăng ký kênh ITP Club Channel. Em Hải thì sẽ đăng video cũng như livestream ở trên kênh khá là thường xuyên. Cho nên là anh chị có yêu quý em Hải thì có thể để lại cho em Hải những cái lượt like anh chị nhé. Cảm ơn quý anh chị rất nhiều. Rồi, thì phiên ngày hôm nay thì chúng ta có thể thấy được rằng là tưởng chừng như thị trường sẽ có một cái pha bật tăng rất là mạnh, bởi vì ngày hôm qua, cụ thể là tối ngày hôm qua, Dow Jones đã có những cái pha tăng điểm rất là tốt, đâu đó là hơn 3%, 1.500 điểm. Tuy nhiên thì vào buổi sáng ngày hôm nay chúng ta có một cái gap hơn đâu đó là 6 điểm, và cũng rất nhanh thì thị trường cũng đã có những cái sự hạ nhiệt đi khá là nhanh chóng, lấp lại cái vùng gap này vào buổi chiều anh chị ha. Đó, mở gap ra vào buổi sáng nè và bắt đầu đã lấp trở lại và lấp trọn luôn cái gap thì vào buổi chiều. Thì liệu rằng những cái phiên hồi phục của chúng ta thì nó đã kết thúc hay chưa, hay chỉ đây chỉ là những cái đoạn là trên đường đi lên, hồi phục của thị trường cơ sở thì sẽ có những cái pha rung lắc. Thì mời quý anh chị chúng ta sẽ tham gia vào cái video ngày hôm nay. Cũng như thì anh chị có thể thấy được ngày hôm nay là các mã cổ phiếu thuộc nhóm ngành bất động sản đã có những cái sắc xanh rất là tốt, và duy trì sắc xanh này cho tới gần hết phiên. Chẳng qua vì với thị trường bắt đầu có những cái sự rung lắc thì các mã cổ phiếu này không có được duy trì cái sắc xanh tốt như hồi buổi sáng anh chị nhé, nhưng mà vẫn đang cho thấy những cái động thái xanh điểm tốt. Mặc dù vậy thì anh chị có thể thấy được ở trên màn hình em Hải, cái tựa đề thumbnail là bất động sản xanh nhưng chưa đủ phê, điều kiện để cổ phiếu bất động sản tím. Thì tức là ngày hôm nay thì gần như là các mã cổ phiếu bất động sản đã có một cái nhịp tăng tốt anh chị. Tuy nhiên thì gần như một số mã cổ phiếu thì đang chạm vào những cái vùng kháng cự ở khung đồ thị ngày, một số mã thì đang chạm vào kháng cự ở khung đồ thị tuần, một số mã thì chạm vào kháng cự ở khung đồ thị giờ. Gần như là trạng thái của các mã cổ phiếu bất động sản anh chị đang cho thấy được rằng nó đang về lại những cái đang gần ở những cái vùng kháng cự, ở những cái vùng mà đang có những cái lực cung ra của riêng từng cổ phiếu anh chị nhé. Đó, thì điều kiện để các mã cổ phiếu bất động sản này có những cái sự bật tăng mạnh hơn là gì, và cũng như là bất động sản, nhóm ngành bất động sản này thì những cái kỳ vọng về cái chiều tăng giá của các mã cổ phiếu thì nó còn không. Thì mời quý anh chị thì chúng ta sẽ vào với video ngày hôm nay anh chị ha. Rồi, thì trước khi mà vào video thì em Hải cũng xin phép đi qua một xíu về thị trường cơ sở. Thị trường cơ sở ngày hôm nay của chúng ta có một cái biên độ dao động đâu đó là tầm 8 điểm anh chị. Có những cái phiên mở gap đâu đó là hơn 5 điểm vào phiên buổi sáng và đã có những cái sự rung lắc điều chỉnh trở lại, lấp gap trở lại vào buổi chiều. Thì nhìn chung thì chúng ta thấy được rằng là vào phiên buổi sáng thì đã có những cái sự bật tăng rất tốt của các mã cổ phiếu bất động sản nè, một số mã cổ phiếu ngân hàng nè và các mã cổ phiếu thuộc về nhóm ngành công nghệ, với các mã cổ phiếu chạy điên như CMG và VTB, các mã cổ phiếu như VGI đang có những cái trạng thái tăng rất là tốt. Thì với mã cổ phiếu VGI thì hiện tại anh em cũng đang tiếp tục là cho quý anh chị nhà đầu tư là gồng lãi anh chị ha. Thì em Hải cũng đã có giới thiệu qua cũng như là gửi tới quý anh chị nhà đầu tư ở trong room vào phiên ngày hôm nay để mà chúc mừng quý anh chị đã làm. Một số các quý anh chị thì chưa có mua kịp với VGI thì em Hải cũng đã lên một cái video gửi tới quý anh chị để làm cái vòng 2 với lại VGI, thì hiện tại cũng đang có khoản lợi nhuận tốt. Ở trong room hiện tại thì sau khi mà bán 1/2 thì VGI cái phần 1/2 còn lại thì đang có những cái khoản lợi nhuận là hơn 17%. Với app chứng khoán ITP thì anh chị có thể thấy dưới đây cũng đã có robot thì cũng đã có phát đi một cái tín hiệu với mã cổ phiếu VGI vào ngày 23 tháng 9. Thì cũng đang có những cái khoản lợi nhuận là hơn 15% và chưa chốt lời anh chị ha. Đó, thì cho thấy được là cái cổ phiếu VGI này ở trong giai đoạn vừa rồi là một cái điều khá là thành công với lại anh em. Rồi, thì đó là về các mã cổ phiếu VGI anh chị ha. Thì các mã cổ phiếu mà trong giai đoạn này thì chúng ta có thể thấy được là đã có những cái sự phục hồi tốt nè. Ngày hôm qua thì chúng ta thấy được có các cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp cũng đã có một cái pha trần tím này. Tuy nhiên thì gần như là các mã cổ phiếu này đã về lại những cái vùng kháng cự rồi. Đấy là anh em cũng đã chia sẻ với quý anh chị vào trong phiên ngày hôm nay là không được tham gia vào hoặc là không được đu vào phiên ngày hôm nay cũng như là phiên ngày hôm qua anh chị ha. Đó, thì với trạng thái của bất động sản khu công nghiệp này thì nhìn chung là nó sẽ có những cái nhịp tích lũy trở lại, cho nên là anh chị cũng không phải là quá là vội vàng để mà mua đu vào ở trong giai đoạn sắp tới của các mã cổ phiếu thuộc nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp, mà chúng ta sẽ tìm những cái điểm mua thích hợp hơn để mà tham gia anh chị ha. Rồi, thì còn về các mã cổ phiếu nhóm ngành chứng khoán thì ngày hôm nay chúng ta đang thấy có những cái sự rung lắc quay trở lại. Nhưng mà nhìn chung thì cũng là những cái sự rung lắc để tiếp tục có những cái nhịp hồi phục đi lên của các mã cổ phiếu chứng khoán thôi anh chị ha. Điều kiện duy nhất bây giờ thì đâu đó là cần cái dòng tiền nó có đi vào mạnh hơn hoặc là để đi vào nhiều hơn với các mã cổ phiếu nhóm ngành chứng khoán để mà hỗ trợ cho các mã cổ phiếu này có những cái sự hồi phục. Nhìn chung thì các mã cổ phiếu chứng khoán thì em Hải cũng đã chia sẻ với quý anh chị ở trong giai đoạn trước rồi. Gần như là trong một tuần vừa qua, thậm chí là vào thứ hai cũng đã chia sẻ với quý anh chị rồi. Đấy, cho nên là cũng bây giờ thì cũng không nhắc lại nữa anh chị ha, thì để cho quý anh chị tiếp tục nắm giữ thôi. Rồi thì với các mã cổ phiếu bất động sản ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào ngày hôm nay chính là vẫn là các mã cổ phiếu thuộc về nhóm ngành bất động sản. Thì chúng ta có thể thấy được là Novaland ngày hôm nay thì cũng đang có những cái phản ứng nè, cao nhất là cái vùng giá 11.05. Thì chia sẻ với quý anh chị thì quanh cái vùng giá 11.05 này đang là một cái vùng cản anh chị nhé, đang là một cái vùng cản, cho nên với cả mã cổ phiếu Novaland này thì trước mắt nó sẽ phải có phản ứng tại đây. Điều kiện để mã cổ phiếu Novaland này tiếp tục có những cái nhịp bứt phá là gì? Nhìn chung về trạng thái của Novaland thì bắt đầu chúng ta thấy được là giao kiếm nè, ở trong khung đồ thị H1 nè, giao kiếm thì bắt đầu gần sát nhau rồi. Thì coi thấy được là có thể ngày mai và các ngày tiếp theo sẽ là những cái cơ hội để cho mã cổ phiếu Novaland này có một cái nhịp bứt phá mạnh hơn anh chị nhá. Cụ thể đâu đó là từ hôm ngày mai cho thêm tới 2 ngày nữa anh chị, tức là thứ Sáu, thứ Hai và thứ Ba, cổ phiếu Novaland này sẽ có những cái trạng thái là dễ có những cái nhịp bật tăng hơn anh chị ha. Đó. Rồi thì với mã cổ phiếu Novaland này thì cái cản ở quanh cái vùng 11 này thì đang được hấp thụ, và em đang thấy rằng là cái vùng cản 11 này thì bắt đầu nó đang dời về xuống phía dưới rồi. Thì tức là bây giờ chúng ta thấy cái vùng giá đang nằm trên dao và kiếm. Thì điều này nó cũng sẽ giúp cho cái mã cổ phiếu Novaland này có những cái nhịp hồi phục tốt hơn vào ngày mai cũng như là các ngày đầu tuần, tuần sau anh chị ha. Rồi về trạng thái của Novaland thì sau những cái nhịp bật tăng nè, ngày hôm nay cũng là một cái nhịp bật tăng rất tốt, tuy nhiên thì chưa được thị trường ủng hộ. Đấy, cho nên là chúng ta sẽ chờ đợi thêm về thị trường có những cái sự chuyển biến tích cực hơn, những sự chuyển biến xanh hơn để mà chúng ta có thể bán ra với lại Novaland nếu mà anh chị mua dưới anh chị ha. Còn bây giờ theo em thì chúng ta sẽ không mua với mã cổ phiếu Novaland này nữa. Nếu mà nó có quay trở lại cái vùng 10.5 thì chúng ta sẽ tham gia, còn không thì theo em là chúng ta sẽ không tham gia với mã cổ phiếu Novaland này anh chị nhé. Tương tự với lại DG thì chúng ta thấy được là DG cũng đang có những cái vùng cản anh chị. Novaland với lại DG hôm nay là giống nhau anh chị nhé, đều đang có những cái vùng cản ngắn ở 21.7. Và bởi vì dòng tiền anh chị, lý do mà các cổ phiếu này không thể có nhịp bật tăng tiếp tục là bởi vì không có những cái dòng tiền đang chú ý vào với mã cổ phiếu DG này. Nhìn chung thì chúng ta đang thấy được rằng là các mã cổ phiếu như DG và Novaland thì đang xử lý cái vùng cản của nó. Và em đang thấy được là cái việc mà xử lý cái vùng cản này đang rất là tích cực anh chị nha. Tương tự với Novaland thì cái vùng cản ở quanh cái vùng 11 thì bắt đầu ở quanh cái vùng là 21.7 thì cũng đang bắt đầu có những cái nhịp hạ về rồi và nằm xuống phía dưới rồi anh chị. Thì điều này nó cũng đang cho thấy được rằng là DG nó sẽ có những cái sự bật tăng hồi phục trở lại tốt hơn ở phía sau anh chị nhé. Cơ hội cho DG thì nó tới hết tuần sau lận anh chị. Cho nên là với Novaland và DG thì cái cơ hội hồi phục của các mã cổ phiếu này nó vẫn còn. Cho nên anh chị nào mà đang nắm hai mã cổ phiếu này thì có thể là chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi những cái nhịp hồi phục tiếp theo của cổ phiếu DG này anh chị nhé. Với DG thì đâu đó quanh 22.7 sẽ là những cái vùng mà chúng ta có thể chú ý chúng ta có thể chú ý chốt lời với mã cổ phiếu DG này nếu mà anh chị đã mua ở phía dưới anh chị nhé. Còn điểm mà để cho anh chị mua thêm hay là điểm mua mới hiện tại với hai mã cổ phiếu này thì em đánh giá là chưa có anh chị, chưa có anh chị nhé. Rồi tiếp theo thì là với một số các mã cổ phiếu khác, ví dụ như là CEO. Thì với CEO thì chúng ta đang thấy là nó đang phản ứng anh chị, nó đang phản ứng ở cái vùng giao găm ngày anh chị nhé. Đó. Riêng với CEO thì nó đang phản ứng với cái vùng giao găm ngày. CEO này thì chúng ta có thể thấy được rằng là cái vùng giao găm 65 và giao găm 129 thì bắt đầu nó đang có những cái trạng thái là hội tụ ở quanh cái vùng là 15.4. Thì điều này đang cho thấy được rằng là chỉ cần một cái nhịp mà nó bứt phá lên được cái vùng 15.4 này anh chị, thì mã cổ phiếu này nó sẽ rất nhanh, nó vượt lên cả trên cái vùng 16.5 anh chị nhé. Đó, cho nên là với các mã cổ phiếu như CEO thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ. Nếu mà nó có quay trở lại cái vùng 14.7, chỉ là đây chỉ là những cái vùng để cho quý anh chị nhà đầu tư tham gia thêm với mã cổ phiếu CEO này anh chị nhé. Vẫn đang tiếp tục là kiên nhẫn thêm để mà chờ đợi những cái sự phục hồi tốt hơn của mã cổ phiếu CEO này anh chị. Rồi, CEO thì nó đang chạm về, nó đang gọi là phản ứng ở những cái vùng cản ngày ở quanh 15.4, 15.5. Cho nên là CEO thì nó chưa bật tăng được. Tuy nhiên thì trạng thái của CEO rất là tích cực anh chị, CEO sell đang rất là tích cực. Cho nên là anh chị có thể tiếp tục nắm giữ để mà chờ đợi những cái nhịp mà nó bật lên nằm lại trên cái vùng 16.5 anh chị nhé. Rồi, đó là ba mã cổ phiếu rồi. Thì ngày hôm nay chúng ta cũng thấy được là tiếp theo có mã cổ phiếu DXG. Đó, cũng làm những cái cây nến phải nói rằng là cũng khá là khó chịu anh chị nhé. Ngày hôm nay lên tới được 17.3. Nhưng mà nhìn chung á, với mã DXG này thì nó sẽ phải cần có những cái nhịp tích lũy trở lại anh chị. Đấy, cũng khá là tích lũy trở lại anh chị nhé. Và có thể nó sẽ còn rung lắc quay trở lại cái vùng 15.9. Nhìn chung á, ở khung đồ thị tuần thì anh chị có thể thấy được rằng là cái cổ phiếu DSG này nè, thì cái vùng cao nhất của nó là đoạn quanh 17.8. Cho nên á, là cái kháng cự hiện tại ở trong khung đồ thị tuần là từ 17 cho tới vùng 17.8 sẽ là cái vùng kháng cự rất là mạnh của DG anh chị nhé. Của DSG anh chị nhé. Cho nên là anh chị có thể là chúng ta sẽ hạ tỷ trọng nếu mà DSG nó có kéo lên. Nó có kéo lên thì anh chị cũng tranh thủ mà hạ tỷ trọng anh chị nhé. Chúng ta không nên nắm lâu quá với cái mã cổ phiếu này anh chị. Còn về cái chiều mua thì có phải chăng là nó phải về tới lại quanh 16 thì anh chị có thể tham gia trở lại được. Còn nếu mà không có thì thôi anh chị ha. Rồi, ngày hôm nay thì chúng ta cũng có những cái sự tăng điểm rất là tốt của BR. Tuy nhiên thì gặp thị trường nó xấu anh chị, thị trường nó không ủng hộ. Cho nên là nhìn chung là BR ngày hôm nay lại đóng nến phía dưới. Nó đang có những cái vùng kháng cự ở 21.7, 21.8. Và ngày hôm nay thì cũng đang cho thấy là muốn vượt qua được cái vùng kháng cự này. Tuy nhiên thì nó chưa thực hiện được. Theo em thì với cái trạng thái của BR thì thực ra là nếu mà không thực hiện được nó cũng chưa có vấn đề anh chị. Bởi vì anh chị có thể thấy ở trên màn hình em Hải á. Rồi, tiếp tục anh chị ha. Bởi vì thì anh chị có thể thấy là được rằng là trạng thái hiện tại của BDR thì giao hai kiếm nó vẫn còn đang hơi xa nhau. Đấy, cho nên là về trạng thái của BDR thì có thể là nó sẽ chưa có những cái nhịp tăng mạnh được. Thì phải chăng BDR nó sẽ cần thêm những cái sự tích lũy. Đâu đó là bắt đầu từ thứ hai tuần sau thì trạng thái hai kiếm của BDR nó sẽ gần sát nhau hơn. Thì có lẽ chúng ta sẽ thấy được những cái nhịp mà biến động mạnh hơn của mã cổ phiếu BDR này anh chị nhé. Trạng thái bật tăng của BR thì vẫn đang khá là được ủng hộ trong đâu đó là 4 ngày lận anh chị. Tức là tới thứ tư tuần sau lận. Vẫn đang ủng hộ rất là nhiều. Cho nên là về cái việc bật tăng của mã cổ phiếu BR này thì vẫn có xác suất xảy ra anh chị ha. Vẫn có xác suất xảy ra. Rồi, thì đó là mã cổ phiếu BR anh chị ha. Ở ngoài ra thì chúng ta đang có được những cái mã cổ phiếu như HDG. Ngày hôm nay HDG thì có một cái pha đâu đó là vượt lên trên vùng 28.4. Tuy nhiên thì vẫn chưa thành công, nhưng mà vẫn đóng nến ở trên quanh cái vùng là 28.2, cho thấy được rằng là cái mã cổ phiếu này thì vẫn đang khá là ổn anh chị ha. Ở trong khung đồ thị H1 thì chúng ta đang thấy được là nó đang break, cho thấy một cái trạng thái là breakout, giao kiếm hợp bích ở trong khung đồ thị H1. Về trạng thái của mã cổ phiếu này thì vẫn đang có những cái vùng đỡ ở phía bên này, cho nên là với HDG thì chúng ta có thể thấy được là vẫn có những cái nhịp hồi phục bật tăng ở phía sau ấy. Nhìn chung thì có thể là nó sẽ còn có những cái nhịp tích lũy tại đây anh chị nhé ấy, và trạng thái thì đang thấy được, vẫn đang được hỗ trợ khá là nhiều về cái chiều hướng lên, cho nên là với HDG thì vẫn đang có khả năng là hồi phục tăng lên được. Nhìn chung thì sau khi mà em Hải chia sẻ với quý anh chị xong về các mã cổ phiếu nhóm ngành bất động sản, thì cái điều kiện để các mã cổ phiếu bất động sản này nó tiếp tục có những cái nhịp bật tăng á, là thứ nhất là dòng tiền nó phải chú ý anh chị nhé. Phải có dòng tiền mạnh tham gia vào mạnh với các mã cổ phiếu thuộc nhóm ngành bất động sản, để nó có những cái nhịp gọi là phá cái vùng cản đi lên, phá những cái vùng cản đi. Bởi vì hiện tại chúng ta thấy HDG vẫn đang có cản nè, cản giá nè, hay là sell cũng đang có cản nè, hay là các mã cổ phiếu như DXG thì vẫn đang có những cái vùng cản rất là mạnh, hay là BR cũng đang có những cái vùng cản nè, và gần như là chưa cho thấy những cái trạng thái vượt qua. Chỉ cần có một cái dòng tiền vào mạnh thêm với các mã cổ phiếu này thì em đang thấy được là nhìn chung là sự hỗ trợ về cái mặt kỹ thuật của các mã cổ phiếu này đang rất là tốt anh chị nhé. Chỉ cần cái dòng tiền tập trung tham gia vào bất động sản thôi thì các mã cổ phiếu này sẽ tiếp tục bật tăng, và rất nhanh có thể BR nó sẽ còn quay trở lại cái vùng 23.5 này một lần nữa anh chị nhé. Nó sẽ quay trở lại vùng 23.5 này một lần nữa, nếu mà nó vượt qua được cái vùng 21.8 để và đóng nến trên đó anh chị ha. Đó thì điều kiện thứ hai đó chính là việc các mã cổ phiếu bất động sản này nó sẽ liên quan về cái việc là yếu tố chung của thị trường anh chị nhé. Điều kiện thứ hai đó chính là việc các mã cổ phiếu bất động sản này phải có một cái phiên bật tăng tốt và nằm lại được trên cái vùng là 620. Đó, nhìn về đồ thị chung của các mã cổ phiếu bất động sản thì ngày hôm nay là một cái phiên mà em đang đánh giá được rằng là một cái nỗ lực rất là tuyệt vời của các mã cổ phiếu bất động sản anh chị nhé. Nếu mà anh chị có xem lại cái video của em Hải có chia sẻ với quý anh chị ở trong tuần trước nữa. Đó, ở trong tuần trước nữa thì cái điều kiện em Hải có chia sẻ với quý anh chị cái điều kiện để mà các mã cổ phiếu thuộc nhóm ngành bất động sản nó vào sóng anh chị nhé. Thì nếu mà anh chị muốn biết được điều kiện đó thì có thể là xem trở lại cái video này. Đây, video 10 ngày trước anh chị nhé. Đó, bất động sản vào sóng liệu có chính xác hay chỉ là nhịp hồi phục. Thì lúc đó thì em Hải có tham minh rằng lúc đó là chỉ là những cái nhịp hồi phục thôi. Cái điều kiện để các mã cổ phiếu bất động sản nó quay trở lại được thì nó phải nằm trên cái vùng 621 cơ. Đó, thì làm sao thì làm. Cái điều kiện đầu tiên là dòng tiền vào mạnh nè, thì nó sẽ đẩy các mã cổ phiếu bất động sản lên. Thì khi mà có cái điều kiện đó thì khả năng là cái điều kiện thứ hai là chỉ cần là đóng nến trên cái vùng 621 này thì nó có thể sẽ thành công anh chị nhé. Chỉ cần hai điều kiện thôi. Và từ đó chúng ta sẽ thấy được là những cái sự khởi sắc hơn của các mã cổ phiếu bất động sản ở trong giai đoạn sắp tới anh chị. Đó, ít nhất thì nó phải nằm lại được trên vùng 621 anh chị nhé. Ít nhất là nó phải nằm lại được trên vùng này. Nhìn thì có vẻ là nó sẽ phục hồi được anh chị. Tuy nhiên thì anh chị phải biết được là trong khung đồ thị tuần các mã cổ phiếu bất động sản này ở phía trên của nó đang kẹt rất là nhiều anh chị. Ở phía trên của nó đang kẹt rất là nhiều. Đấy, cho nên là muốn qua được cái vùng 621 để tiến lên cái vùng 630 thì là cả một cái câu chuyện đó anh chị nhé. Cho nên là với khung đồ thị trạng thái của bất động sản thì vượt phủ môn là một cái điều phải nói là cũng khá là ngoạn mục. Đó, cho nên là chúng ta vẫn sẽ phải tiếp tục theo dõi cái động thái dòng tiền mà muốn vào các mã cổ phiếu bất động sản nó sẽ như thế nào anh chị nhé. Đó, thì đó là hai cái điều kiện để mà các mã cổ phiếu bất động sản có những cái pha bật xanh tím ở phía sau anh chị, thì nó sẽ là như vậy. Trạng thái thì chúng ta đang thấy được là bắt đầu cái xác suất thì nó đang thấp dần rồi anh chị nhé. Xác suất thì nó đang thấp dần. Nhìn về ngắn hạn thì có vẻ là rất là ok, nhưng mà nhìn về trung hạn qua khung đồ thị tuần thì em đang thấy được là vừa lượng hàng ở bên này đang kẹt rất là nhiều nè, và nó sẽ phải cần hấp thụ. Nó chưa có lên mạnh được. Đấy, muốn mà lên mạnh được thì dòng tiền nó phải vào rất là mạnh anh chị nhé. Nó phải rất là mạnh. Cơ bản vẫn chỉ là dòng tiền và dòng tiền. Đấy, cho nên là trong giai đoạn sắp tới mà các mã cổ phiếu bất động sản mà có một cái pha dòng tiền vào bật mạnh là chúng ta đang thấy được là sóng bất động sản nó cũng đang tới đó anh chị nhé. Rồi, thì đó là những cái chia sẻ của em Hải về các mã cổ phiếu bất động sản. Anh chị thấy hay thì có thể để lại cho em Hải những cái lượt like, những cái trái tim màu tím, cũng như những cái lượt like, lượt đăng ký kênh. Anh chị có thắc mắc về các mã cổ phiếu thì có thể ghi ở dưới phần bình luận nha. Sau khi mà video em Hải được up lên thì em Hải sẽ vào và hỗ trợ cho quý anh chị nhà đầu tư. Cũng như anh chị nào mà chưa có tài khoản SI thì có thể là nhắn với em Hải. Em Hải ở số Zalo 0916 30 717. Em Hải sẽ tạo cho anh chị một cái tài khoản SI dưới ID 2854 của em Hải anh chị nhá. Và ngoài ra thì chúng ta có thể thấy được rằng là hiện tại với trạng thái thị trường sideways anh chị, thì nếu mà một số các mã cổ phiếu có về lại những cái vùng hỗ trợ tốt á, thì anh em cũng đang chia hỗ trợ cho quý anh chị về một cái app AppGem anh chị nha, để anh chị có thể là chúng ta chủ động sử dụng cái margin để mà đánh lướt sóng anh chị. Với trạng thái hiện tại của thị trường thì anh em đang view rằng là thị trường nó sẽ sideways trong một cái biên là từ 1235, 1243 lên tới cái vùng là 1270. Cho nên là trong giai đoạn vừa rồi thì anh em cũng đã chia sẻ với quý anh chị nhà đầu tư những cái điểm mua của một số các mã cổ phiếu mà về lại những cái vùng hỗ trợ tốt. Ví dụ như nhóm ngành chứng khoán với mã cổ phiếu FTS. Anh chị ha, hiện tại thì đang có những cái khoản lợi nhuận đâu đó là 4% và cũng đang sử dụng cái AppGem này. Về cái giao dịch cơ sở của AppGem này thì cái tỷ lệ cho vay là nhân 5 sức mua anh chị nhé. Và cái danh mục cho vay thì nó đang hơn rất là nhiều so với lại các app chứng khoán khác, khi mà danh mục cho vay là hơn 2.000 mã anh chị. Cho nên là gần như mã cổ phiếu nào mà anh chị muốn mua thì gần như là anh chị có thể mua GEM được. Anh chị chỉ cần bỏ vào đây đâu đó 100 triệu thôi thì anh chị đã có thể sử dụng gần 500 triệu với một mã cổ phiếu rồi anh chị nhé. Thì khi đó là anh chị chỉ lời là đâu đó 4%, thì thật ra anh chị đã lời là 20% rồi anh chị, gần 20% rồi anh chị nha. Rồi về ngoài ra vì giao dịch cơ sở thì AppGem này còn có hỗ trợ cho anh chị về mặt giao dịch phái sinh. Với các app chứng khoán khác thì đâu đó một hợp đồng là gần 30 triệu. Trong khi đó thì giao dịch phái sinh ở bên AppGem thì giá trị ký quỹ chỉ là 4 triệu một hợp đồng mà thôi. Đó, cho nên là với cái việc là giá trị, anh chị lưu ý là giá trị ký quỹ, cho nên là về cái phí thì đâu đó là nó cũng khá là nhiều hơn so với lại các app chứng khoán khác anh chị nhé. Và nó sẽ lý tưởng nhất, AppGem thì nó sẽ lý tưởng nhất cho quý anh chị tham gia. Nếu là cơ sở thì sẽ là tham gia T cộng, tham gia lướt sóng với các mã cổ phiếu. Còn thao dịch phái sinh thì sẽ là giao dịch trong ngày, nó là sẽ là lý tưởng nhất anh chị nhé. Ngoài ra thì ở trong app Global ITP thì cũng đang gửi tới quý anh chị về cái app chứng khoán ITP này. Ở trong app chứng khoán ITP này thì anh chị có thể thấy được là đang có những cái mã cổ phiếu có những cái khoản lợi nhuận rất tốt. Ví dụ như KBC đang được là 6,6%, DSS thì đang mới mua vào phiên buổi sáng nè thì cũng đã có những khoản lợi nhuận bắt đầu 3,2%, mua breakout và sau khi đó thì DSS cũng đã tím. Hay GVR thì ngày hôm qua là cũng đã có những cái khoản lợi nhuận là hơn 5%, thì ngày hôm nay bắt đầu đã có những cái sự rung lắc trở lại. Hay là mã cổ phiếu VGI thì cũng đang có khoản lợi nhuận là hơn 15%. Hay là các mã cổ phiếu như là BVS cũng đang có khoản lợi nhuận là 4%. Anh chị ha. Đó, nhìn chung thì trong giai đoạn này thì app chứng khoán ITP cũng sẽ hỗ trợ cho quý anh chị nhà đầu tư có được những cái tín hiệu về mã cơ sở cũng như là phái sinh, nó cũng khá là hay anh chị nhé. Ngày hôm nay thì chúng ta thấy được rằng là ngày hôm nay thì app robot ITP thì cũng đã có một cái lệnh đâu đó là ăn được là 12.8 điểm. Ngoài ra thì có mã cổ phiếu HVN này hôm nay cũng đang cho thấy những cái sự bật tăng rất là tốt nè. Tuy nhiên thì cuối phiên thì có hạ nhiệt một chút, cho nên thì chỉ còn đâu đó là 13,4% mà thôi. Cho nên là anh chị mà muốn sử dụng gói VIP 2 của app chứng khoán ITP thì điều kiện thì chỉ cần có tài khoản SI của anh em và có NAV ở trong tài khoản là hơn 50 triệu giao dịch và có phát sinh giao dịch thì anh chị sẽ được sử dụng cái gói VIP 2 của app chứng khoán ITP này anh chị nhé. Đây là một cái ưu đãi tri ân khách hàng của anh em ITP và nó chỉ có khuyến mãi cho tới hết năm này thôi anh chị. Tức là năm sau, bắt đầu từ năm sau, anh chị mà là khách hàng của anh em thì vẫn phải trả tiền để mà sử dụng gói VIP 2. Cho nên là anh chị hãy nhanh chóng nhắn tin với em Hải qua số Zalo 0916320717 để em Hải sẽ hỗ trợ cho quý anh chị tạo những cái tài khoản EDI hoặc là chuyển ID về để có thể sử dụng gói VIP 2 của app chứng khoán ITP để giao dịch anh chị nhé. Rồi, em Hải cũng xin phép là được dừng cái buổi video tại đây. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi đến phút cuối. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị vào những cái video cũng như livestream tiếp theo.